Rồi, mến chào các bạn, và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái sản phẩm của Buddy. Thì đối với sản phẩm này là một cái mỏ lết bằng nhôm của Buddy. Thì mã hàng của sản phẩm là BA0150. Thì đây là một cái sản phẩm của Đài Loan. Sản phẩm này bằng nhôm cho nên các bạn sử dụng để mở những con ốc, những con tán bằng nhựa. Chúng ta sử dụng trong môi trường là nước. Thì chúng ta sửa chữa dành cho những anh em thợ chuyên về ngành nước. Chúng ta sử dụng tháo những con ốc, con tán bằng nhựa. Chúng ta vặn rất là nhanh, cái thao tác nó sẽ dễ dàng. Bởi vì cái sản phẩm này nó là bằng nhôm, rất là nhẹ nhàng. Cho nên là các bạn, cái thao tác bạn vặn ốc để điều chỉnh cái hàm rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Chúng ta thuận tiện để chúng ta rất là dễ dàng làm việc. Đối với cái sản phẩm này, cái độ mở hàm tối đa lên tới 68mm. Cho nên chúng ta sử dụng mở những con tán trong những cái ống vặn rất là dễ dàng. Thì chúng ta sử dụng để vặn những cái cạnh góc rất là thuận lợi và nhẹ nhàng, chúng ta dễ dàng tháo. Bên cạnh đó cái đầu nó nhọn và nhỏ dài ra bên trong, nên chúng ta dễ dàng để thể vặn những ốc từ phía trong, xa và sâu. Thì khi các bạn sử dụng cái này, chú ý là mình vặn vào những cái đầu răng hoặc là những cái đầu vặn bằng nhựa. Chúng ta không vặn vào những cái ốc bằng sắt. Chúng ta không sử dụng cho những vật sắt các bạn. Đây là những cái sản phẩm bằng nhôm, cho nên chúng ta sử dụng để vặn những cái vật nó mềm hơn cái chất liệu nhôm ha. Thì ở đây chúng ta sử dụng trong ngành nước là thuận tiện nhất và rất là hợp cho trong những cái ống nước, những cái con tán như thế này hoặc là những cái đầu ren vặn như thế này, rất là dễ dàng và thao tác rất là nhanh bởi cái sản phẩm rất là nhẹ. Ở đây thì cái sản phẩm bằng nhôm này mình sẽ nhắc lại, đây là cái mỏ lết bằng nhôm của Đài Loan, thương hiệu Buddy, mã hàng là BA0150. Thì các bạn nhìn thấy cái sản phẩm, cái đầu mũi rất là nhỏ, nhọn, để các bạn có thể đẩy vào bên sâu bên trong hoặc những cái môi trường làm việc chúng ta cần thao tác nhanh, thì một cái mỏ lết nhôm như thế này là một sự lựa chọn rất là hoàn hảo. Các bạn có thể vặn những cái cạnh góc hoặc bạn có thể vặn những cái bằng nhựa như thế này có những cái khía, thì chúng ta sẽ có cái thế để chúng ta vặn dễ dàng hơn. Và sẽ giúp cho các bạn cái thao tác nhanh hơn và chúng ta sẽ không phải mất nhiều thời gian bằng tay, và nó tránh bị những đầy xước mớp, những cái ảnh hưởng tới cái chất lượng của cái những cái ống nước chúng ta đi và những cái răng của những cái ống nước như thế này. Thì cái sản phẩm này giá cũng khá là rất là rẻ, phù hợp bình dân với tất cả anh em, cho nên là mình có để sẵn cái giá phía dưới. Và anh em nào có nhu cầu, các bạn cứ việc alo số điện thoại mình để phía dưới màn hình, các bạn liên hệ trực tiếp để mua hàng, hoặc mình có thể để đường link ở phía dưới cái phần mô tả, các bạn nhắc vào đường link và tìm sản phẩm Buddy BA0150 là các bạn có thể mua được sản phẩm. Các bạn nào xem những clip bên mình, các bạn có thể bấm nút đăng ký kênh YouTube, thì các bạn có thể là xem những clip sản phẩm mình đưa ra mỗi ngày để các bạn có một cái sản phẩm nào đó phù hợp với công việc của các bạn, tùy theo nhu cầu của từng anh em trong cái công việc của các bạn. Rồi, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.